Quốc Tuấn. Xin chúc mừng Quốc Tuấn. Cảm giác của em lúc này như thế nào Tấn? Nó cũng hồi hộp nhưng mà nó tăng level hơn lúc nãy. Vì sao vậy Tấn? Tại vì ngồi sau cái ghế và nghe bạn cũng cảm giác được cái sự chân thành của mình á. Em cảm thấy rất là vui. Và khi mà được cả gia đình và bạn chọn nữa thì cảm thấy rất là vui sướng và hồi hộp chút xíu. Thế còn đối với Ngọc Nhung thì như thế nào khi mà sự lựa chọn của em và gia đình hoàn toàn trùng khớp với nhau? Em cũng hơi ngạc nhiên là gia đình em và em chọn trùng khớp, mà em nghĩ là mẹ em sẽ hiểu em, tại vì em cũng hay nói nhiều. Nhưng mà một khi mình nói nhiều ra là tại vì mình sống thật với con người của mình, nên mình cứ nói luyên thuyên, nói nhiều nhưng mà không có để ý đến người nói. Nên em biết là mẹ em hiểu được, em cũng giống như vậy nên chọn cái bạn này sống thật lòng với em. Hy vọng là hai bạn của chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cho phép được yêu. Sẽ đến với gia đình của mẹ Nguyễn Thanh với bạn Anh Tuấn. Xin mời. Bây giờ xin mời chàng trai của chúng ta dành 3 phút để cùng trò chuyện với cô gái Diễm Trinh. Xin mời. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay là đây khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức, về những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em mất rồi. Xin chào bạn mình, tên là anh Tuấn, năm nay Tuấn 23 tuổi. Và công việc hiện tại của Tuấn là Tuấn đang kinh doanh quán cà phê, và Tuấn có một niềm đam mê rất lớn về nghệ thuật. Bản thân em thì thích mẫu người đàn ông là trước tiên là biết lễ phép với hiếu thảo, và không biết là anh có những cái ưu điểm đó không ạ? Hiếu thảo thì chắc cái đó là điểm mạnh. Vậy thì anh đang làm ở quán cà phê, nếu mà anh muốn chăm sóc mẹ thì như thế nào? Hiện tại thì bây giờ mẹ ở dưới quê mà thì ở trên Sài Gòn, nên dạ, cái việc mà thăm mẹ nó cũng không được nhiều. Nhưng mà cứ rảnh, có thời gian rảnh là sẽ điện về hỏi thăm mẹ. Về việc mà em có nghe mẹ anh nói anh nóng tính, tuy em biết là chỉ nóng tính một phần nào đó về cái việc đó là anh sẽ bỏ qua hết, nhưng mà em thấy cái việc nóng tính, ví dụ sau này hai mình có cãi vã nhau một cái chuyện gì đó thì em không biết sẽ như thế nào nữa. Nói về trước đây đi, Tuấn có quen một người bạn gái á, cũng hay cãi nhau lắm, cũng nóng lắm. Nhưng mà cãi một hồi là Tuấn tìm cách đi đâu đó một hồi để cho nó bớt rồi mới dám quay lại nói chuyện. Hết 3 phút. Cho anh nói một câu thôi được không? Rồi. Lúc nãy em có nghe bạn là bạn học về ngôn ngữ Anh. Em thì không có giỏi tiếng Anh có giỏi, nhưng mà em biết nói một câu thôi. Okay. Rồi, mời em. I need you baby, I need you baby, I need you baby. Cho phép được yêu. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy chờ đợi xem đoạn video clip cuối cùng ngày hôm nay trong vòng 2 này được chia sẻ bởi mẹ Phạm Thị Chiến nói về cậu con trai Phạm Hoài Nam. Xin mời. Hoài Nam là năm nay 19 tuổi, học ngành môi trường tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Và sở thích của em là đi nhặt rác. Em đã tham gia tổ chức Let's Go Eat Vũng Tàu là 3 năm rồi. Đấy. Hàng ngày thì cứ đi học về thứ bảy chủ nhật là em tham gia cái môi trường xanh sạch ở Vũng Tàu ấy. Từ khi mà em tham gia tổ chức đấy về là ở nhà là em không có cho gia đình là dùng chai nhựa. Và ngoài những cái đấy ra thì em còn về nhà em trồng những cây hoa để cho môi trường xanh sạch đẹp. Và cả nhà phải dùng những chai thủy tinh, phải dùng những cái đồ tái chế đấy, phân hủy một lần ấy. Nam là ngoài cái sở thích mà thích tham gia khám phá bảo vệ môi trường ấy, thì còn thích đi phượt và đi du lịch. Thế nên là đã chung với một nhóm bạn là mở một cái shop cà phê và bán thêm những cái đồ đi phượt. Gia đình cũng không biết là lời lỗ như nào, nhưng mà Nam cũng không có xin bố mẹ gì hết. Thế là tự khám phá bản thân và tự cùng với các bạn là tích những cái tiền tiết kiệm của mình ra mở một quán cà phê. Vì đang còn trẻ nên là cứ để cho các bạn ấy khám phá bản thân là làm này làm kia. Nam đi nhặt rác suốt ngày nên là cũng chẳng có ai yêu nó. Người ta thì có hot boy bánh giò, hot boy trà sữa, nhưng nhà cô thì có hot boy nhặt rác. Nên cô lúc nào cũng tự hào về con của cô. Những cái đồ bỏ đi mà con cô còn quý như vậy. Thì con là một cô gái xinh đẹp thì Hoài Nam sẽ cưng và quý con như vàng như ngọc. Và đây rồi chàng trai vàng của làng bảo vệ môi trường. Chính xác là như vậy. Em xem clip xong em cảm thấy như thế nào về chàng trai này? Hơi thích đó chị. Hơi thích bạn nha. Này thiệt rồi nha. Tại vì á, theo như sự chia sẻ của mẹ đó, bản thân mình thấy rất là chân thành luôn, rất là tự nhiên và mộc mạc. Chắc chắn là chàng trai này cũng sẽ là một người rất là hiền và lành tính. Và Như rất là có thiện cảm với những chàng trai mà có ý thức bảo vệ môi trường. Và lại lan tỏa cái điều đó làm cho tất cả mọi người ai cũng sẽ yêu thích cái chuyện đó. Và trở thành cái thói quen ý thức hơn. Điều đó rất là hay đúng không? Dạ. Không biết thế thì, là phụ huynh như thế nào ạ? Theo tôi á, đây là một chàng trai tốt. Tại vì biết bảo vệ môi trường, biết tự lập sớm trong khi còn đi học. Vậy là tốt lắm rồi ha. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Mẹ cảm ơn thấy chị. Không? Nãy mẹ hỏi là đang đi học vậy, chắc không kiếm tiền đâu ha. Dạ đây, mẹ thân mến. Dòng 2 là có bật mí liền. Và cùng với nhóm bạn của mình nữa, chắc chắn là sẽ có những cái sự phát triển nhiều hơn trong tương lai, mẹ cứ yên tâm ha. Rồi, không biết là gia đình mình còn câu hỏi gì nữa không ạ? Cháu thì nó cũng mới có 19 tuổi thôi. Mà với lại mới có học năm nhất à. Thấy thì có thể là không thể nào hợp với lại cháu Tròn được. Không biết là có bằng lại chưa? Có bằng lại chưa à thế? Dì ơi, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Đúng chưa? Cái này 21 kia 19. Hợp thôi, lý. Bây giờ nói chung là cái đó là cái ý kiến thôi. Còn quan trọng là bây giờ dành thời gian bàn bạc với nhau. Tại vì thấy mẹ thì có thích nè, dì thì hơi phân tâm như cái chuyện mà nhỏ tuổi hơn. Thì cô bạn cũng đang rất là nghiêm nghị để xem là họ dành thời gian để thảo luận với nhau để đưa ra kết quả như thế nào. Cho phép được yêu. Vậy thì bây giờ nhân vật được gia đình cho phép được yêu, xin mời. Gia đình Hoài Nam ạ. Mẹ Chí và con Hoài Nam. Phải lựa chọn làm sao đây để sao khó qua đi. Hỏi gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây. Một số đi, một số đi. Cho phép được yêu. Let's go. Vừa lứa dễ sợ vậy đó. Một tràng hối tay xin được chúc mừng cho mẹ Chiến. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.